có cái ý đó thì mình đưa ngay cái có cái tài liệu nào không, người ta đưa cái quyển gia phả đầu tiên cho cháu. Thường á, ngày xưa á, thì những cái việc mà quan trọng như vậy á, thì cái người mà đứng ra làm sẽ là cái người trưởng tộc. Mà hôm nay cháu mạn phép, thành ra đầu tiên là cháu xin phép ông Hồng để con cháu họ Lê Phạm và ông Duệ của cụ tử Lê Văn Ngữ có dịp họp mặt lại với nhau. Vì trước đây thì chúng ta có những buổi dỗ tổ nhưng nó mang tính chất địa phương, người ở cái vùng nào thì họp cùng đó thôi. Thì bữa nay mới có dịp là toàn bộ con cháu ở khắp từ nó đã có cái ý từ lâu rồi. Nó bảo có cái tài liệu nào không? Người ta đưa cái quyển gia phả đầu tiên của ông già ông để lại đó, ông bố nó để lại. Thầy đã đưa cho nó để nó làm khởi, rồi đó để từ đó giờ đi nó có cái gì thì nó hỏi. Thấy đó là một người trẻ mà rất là nhiệt tình thì rất là ủng hộ cái chuyện này. Đầu tiên ngành cụ tránh nhuận là số 1. Xin mời chào tay ạ. Xin mời chào các tay. Và ngành tiếp theo là ngành cụ lý ái số 2. Ngành cụ chỉ mẫn số 3. Cái này luôn mà thằng kia nó ủ đồng quá. Và ngành cụ tránh hội 7 là số 7. Vâng, chắc là ở xa. Và ngành cụ phủ hào số 8. Wow, đông quá, đông quá. Ô, có ông bà sư gia của Ái Phương nữa. Vị khách mời thứ hai cũng rất là đặc biệt, đó là chú Văn Lan, phóng viên của Báo Người Việt và đồng thời cũng là công phu của cô Ái Phương mà là sư gia với gia đình bà Lan ạ. Trong buổi tiệc hôm nay có một nhân chứng rất là đặc biệt, có một thời gian sống cùng quê với cụ Tùng Nữ ở trong làng những năm cuối đời, đó là bà Tâm. Xin được kính mời bà Tâm. Vâng, xin một tràng pháo tay. Cụ 95 tuổi mà chị còn nhưng vẫn còn đi đứng rất là nhẹ nhàng khoan thai. Dạ vậy thì bây giờ cụ có nhớ lại được những thời gian cụ ở làng hoặc là cụ gặp cụ Tùng Nữ những năm cuối, có những kỷ niệm gì không thì cụ có thể chia sẻ được không ạ? Con thì bây giờ con cũng còn nhỏ thì con cũng nhớ những các cái nhà của cô với này, với con cũng có một số kỷ niệm thì nghe bà nội nói ạ, nghe bà nội nói lại thế còn cũng nhớ cho đến bây giờ. Thế cụ có nhớ kìa hướng ấy hình dáng cụ Tùng Nữ như thế nào không ạ? Thì con cũng không được trường mặt cố chứ vì cố trên nhà đâu có dám nhìn nhà. Ồ thế cơ à? Wow! Không có dám nhìn mặt có phải là vì cụ Cửu Ngữ lúc đó là có uy tín trong làng và được mọi người nể vì lắm phải không?
Vâng, đi được phố thì bây giờ nghe cái danh tiếng của cụ thì nhất lòng. Ai mà có cái việc gì cũng phải tình cố. Đầu ao và thấu thì nó cũng phải tình cố. Cố thì năng giá nhất, không có ai bằng cố ở trong làng. Dạ vâng, thế là coi như trong làng mình rất là hãnh diện là có được cụ cố. Cụ chỉ có khi nào nhìn lén không ạ? Dạ. Mình không dám nhìn, không lắm lên, nhưng có khi nào đứng ở sau cái ngạch cửa cái mình nhìn lên không? Mình sau cái khe cửa mình nhìn ông cụ cố như thế nào không? Lúc bây giờ thì chỉ theo bà nội thì còn nhỏ đây thì cũng không được nhìn nó, không được lên nhà. Phải thương cái nhà cũng không được. Các bà ở trên nhà. Ồ, thế là ngay cả bà nội cũng không được lên luôn hả thưa bà? Vâng, thì cũng không thấy bà nội lên ạ. Ồ vâng, vậy là ngày xưa chúng ta thấy rõ ràng là chỉ có các ông mới được lên nhà trên. Ấy tôi nhớ ngày xưa nhà là có ba gian phải không thưa bà? Rồi các phụ nữ chỉ cỡ gian dưới. Còn nếu mà có cỗ, có họp mặt đó thì là chỉ có các ông ngồi bên mâm cỗ rồi được không? Về đâu?